Xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một cái loại miếng xốp dán tường. Thấy người ta quảng cáo ở trên TV rất là nhiều, nhưng mà hôm nay mình đã mua về và mình đã dán. Các bạn thấy là trên tường của mình đã dán một đường rồi, và hôm nay là mẹ con của mình sẽ dán tiếp tục để cho cái căn phòng đẹp theo ý muốn của mình luôn. Mình muốn chia sẻ đây là tại vì thay vì các bạn xưng nước thì các bạn phải thuê người, các bạn không có tham gia vào làm được, nhưng mà cái miếng dán này thì mình có thể tự thi công ở nhà được. Người già, trẻ em, người phụ nữ cũng có thể tham gia vào cái công việc trang trí cho căn phòng của mình, không có cần phải tốn công để mà thuê mướn thợ ngoài nữa các bạn. Thợ thuê mướn một ngày thì bây giờ hiện tại là cũng phải là 500.000 Việt Nam đồng một ngày thì mới có người ta đến người ta làm cho mình. Và khi người ta làm thì mình cũng phải đứng ở đó để mình canh nè, mình coi nè. Chứ đúng rồi, tại vì làm ở trong nhà mình mà, làm sao mình có thể đi làm để giao cái nhà cho người ta được. Cho nên là cũng rất là khó. Mình cũng muốn tô lại cái căn nhà của mình cũng từ rất lâu rồi, nhưng mà chưa có điều kiện. Và ngày hôm nay mình quyết định là mình mua cái miếng này. Đây mình chọn cái màu hồng để làm phòng cho con gái mình ha. Cái keo trong đây nè các bạn, rất là nhiều keo luôn, rất là dính chắc luôn, y như là keo dính chuột luôn các bạn. Mình làm phải rất cẩn thận, nó không sẽ dính vô cái tay mình liền đó. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng xem mẹ con mình dán cái miếng xốp này lên tường như thế nào nha. Rồi bây giờ mẹ con mình sẽ cùng dán nha các bạn. Ở đây, ở trên đây nó có cái con cái máy nhện á. Để một chút thì mình sẽ đo lên thử, mình ướp lên thử coi. Và nó biết rồi, sẽ tới đo các bạn. Rồi đây là thành quả này các bạn. Đó, những cái chỗ mà mình dán được ha. Còn những cái chỗ chưa dán được á thì mình sẽ ngày mai mình sẽ mượn thang, tại vì nó hơi cao đó các bạn. Đó. Nhìn rất là đẹp đúng không các bạn? Đó. Còn ở trên nữa thì mình sẽ mượn thang để mình làm cái miếng ở trên ha các bạn ha. Còn mấy bên này thì mình chưa có làm được, thì mình quay cho các bạn xem thôi. Đó.
Thì các bạn nếu mà muốn muốn trang trí lại ngôi nhà của mình theo ý thích á, thì các bạn hãy mạnh dạn ha các bạn ha, mua miếng xốp dán tường này về để mà làm đó. Ở chỗ này là cái ổ điện nè, mà mình cũng tự tay mình làm được luôn đó các bạn. Hãy nhìn cũng rất là chuyên nghiệp đúng không nè. Rồi xin chào các bạn nha, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của Như Tuyết nha.